Hello, xin chào các anh chị nhà đầu tư đang xem video này. Hôm nay em sẽ nhận định và đánh giá xu hướng tiếp theo của mã cổ phiếu SCR về xu hướng trung và dài hạn là một xu hướng tăng. Trong các nhịp điều chỉnh sâu của thị trường thì mã cổ phiếu SCR này cũng đã điều chỉnh về các vùng hỗ trợ trung và dài hạn và sau đó bật tăng. Thì xu hướng hiện tại của mã cổ phiếu này là trong cái phiên giao dịch ngày hôm thứ sáu này là một phiên giao dịch rất là tích cực của mã cổ phiếu này khi mà đóng nến vượt trên cái ngưỡng kháng cự 21.5 này thì giá nó đang đi trong một cái mô hình tam giác này thì khả năng vài phiên tới nó xuất hiện một cái nến thân dài như thế này đi cùng với khối lượng giao dịch lớn á thì nó sẽ phá vỡ được cái mô hình tam giác này và bật tăng lên tới cái vùng 25 26 này. Đi cùng với đó thì chỉ số VN-Index thì chỉ cần đi ngang hoặc là không giảm là được. Thì đối với các anh chị mà đã nắm giữ cổ phiếu này từ vùng giá thấp này thì có thể tiếp tục nắm giữ. Còn còn đối với vị thế mở mua mới á, thì có thể mở mua quanh vùng 21.5 đến 22 này. Tuy nhiên là thị trường đang tiềm ẩn nhiều rủi ro nên là anh chị tham gia thì tham gia với tỷ trọng thấp thôi để quản trị rủi ro cho cái tài khoản của mình á. Thì đây là góc nhìn của em về mặt cổ phiếu á. SCR thì trong quá trình giao dịch anh chị có khó khăn về các mặt cổ phiếu thì có thể liên hệ em qua số Zalo hoặc là số điện thoại em để phía bên cạnh này và anh chị hãy quét cái mã QR em để phía bên góc trái màn hình hoặc là tham gia cái link Zalo em để dưới phần mô tả để có thể tham gia vào room hỗ trợ miễn phí em có thể hỗ trợ anh chị trong các phiên giao dịch nhanh chóng thì cảm ơn anh chị đã xem hết video này chúc anh chị nhiều sức khỏe và giao dịch thành công